án đầu tư tuyến đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông đoạn Hà Nội thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020 với tổng số vốn đầu tư là 230.000 tỷ đồng đã thu hút sự quan tâm của dư luận trong những ngày qua. Khẳng định sự cần thiết của tuyến đường này, nhưng đa số đại biểu Quốc hội đều băn khoăn về số vốn quá lớn là 230.000 tỷ đồng trong giai đoạn hiện nay. Trong tờ trình gửi lên Quốc hội, Chính phủ cho biết, trong giai đoạn 2016-2020, dự kiến sẽ hoàn thành mở rộng và đưa vào khai thác toàn bộ tuyến cao tốc trên tuyến Bắc Nam, nhánh phía Đông Tây, dài 1.814 km. Dự án đi theo hướng quốc lộ 1 với điểm đầu tại Pháp Vân, Hà Nội và điểm cuối tại thành phố Cần Thơ, trong đó đoạn Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh dài 1.624 km. Cao tốc Bắc Nam ấy là vô cùng cần thiết. Nó làm được như thế thì nó tạo ra mạch máu giao thông, tạo ra cái hạ tầng chiến lược. Nó giúp cho phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh. Thế nhưng mà vấn đề là này, là chúng ta là cân đối ngân sách, liệu chúng ta có tiền để mà đầu tư làm một cái đường cao tốc với một số lượng tiền khổng lồ như thế không? Thì Quốc hội phải cân nhắc cho ý kiến. Theo tờ trình của Chính phủ, tổng vốn đầu tư trung hạn nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016-2020 lên tới 2 triệu tỷ đồng. Trong đó, dự kiến nguồn ngân sách trung ương cho cả giai đoạn là 1,12 triệu tỷ đồng, vốn trong nước là 820.000 tỷ đồng, bao gồm vốn trái phiếu chính phủ, vốn nước ngoài là 300.000 tỷ đồng. Tôi nghĩ đây là một vấn đề lớn của đất nước, trong khi cái nguồn lực của chúng ta, cái nợ công là cũng đang kịch ngưỡng rồi, cho nên vấn đề này thì phải được bàn bạc một cách kỹ lưỡng. Và theo tôi thì trước mắt là cũng nên sử dụng chỉnh sửa cái đường quốc lộ 1 cũ lại để cho nó đi tốt, tại vì hiện nay là quốc lộ 1 tuy chỉnh sửa nhưng mà vẫn còn nhiều đoạn chấp vá và gây ùn tắc giao thông. Thì cái việc đường cao tốc Bắc Nam thì tôi nghĩ là trong vòng 5 đến 10 năm nữa thì chúng ta cũng xây dựng là cũng không có vội. Có ý kiến đề nghị trong bối cảnh nguồn lực hạn hẹp, việc đầu tư đường cao tốc Bắc Nam tuyến phía Đông cần tính toán trên cơ sở nguồn lực thực tế, phân kỳ và ưu tiên đầu tư các đoạn tuyến bức thiết cấp. Theo tôi thì rõ ràng cái việc tạo ra được một tuyến cao tốc hoàn chỉnh, cái đấy nó là mục tiêu dài hạn. Nhưng mà trước mắt người ta có thể thực hiện từng cái đoạn, từng cái khu vực. Những khu vực nào thực sự cấp bách cần thiết chúng ta làm chưa? Và khi chúng ta đầu tư vào những khu vực, những cái đoạn mà nó có tính khả thi cao như thế thì chúng ta lại thu hút được các cái nguồn vốn từ xã hội. Chúng ta có thể thực hiện thông qua con đường về xã hội hóa như là con đường về BOT hoặc là các con đường PPP hiện nay. Và tôi nghĩ rằng là với những cách làm như thế thì chúng ta sẽ thu hút cái nguồn lực xã hội thay thế vào cái việc chúng ta phải hoàn toàn. Thông tin từ Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, thực tế đề xuất của Bộ Giao thông Vận tải chỉ là một phần trong dự án tổng thể đường cao tốc Bắc Nam để nối toàn tuyến chứ không phải là dự án mới. Một số dự án thành phần của đường cao tốc này đã hoàn thành như là đoạn Long Thành - Dầu Giây, Cầu Rẽ - Ninh Bình. Chính phủ đề xuất nhưng Quốc hội phải đồng tình, các tỉnh phải đồng tình thì mới có thể tập trung nguồn lực, tháo gỡ cơ chế cho dự án. Hôm nay, lớp tập huấn sấy hồng theo công nghệ Nhật Bản lần thứ 3 được tổ chức tại gia đình anh Mai Xuân Long, thôn Đức Làng, xã Xuân Trường, thành phố Đà Lạt. Do Trung tâm Nông nghiệp thành phố Đà Lạt phối hợp cùng phòng lao động thương binh xã hội địa phương tổ chức. Dù lớp